Thưa quý vị, ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 quốc gia PC-COVID được phát triển và đưa vào vận hành từ cuối tháng 9 năm 2021 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia về một ứng dụng chính thức duy nhất thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng chống dịch. Đến nay, ứng dụng này đã dần hoàn thiện các chức năng và hoạt động ngày càng ổn định, hỗ trợ tốt cho công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Với bản cập nhật mới nhất, ứng dụng PC-COVID cho phép quét mã QR không cần kết nối Internet. Ngoài ra, mã QR trên 3 ứng dụng PC-COVID, VNEID và sổ sức khỏe điện tử cũng đã được thống nhất bằng một ứng dụng duy nhất nhằm tạo thuận lợi cho người dân, nhất là khi đến các cơ quan, địa điểm công cộng cũng như các điểm tiêm chủng. Cái lần tiêm này thì tôi chỉ việc khai báo trên PC-COVID. Và tới đây thì tôi chỉ việc đưa mã ra cho nhân viên y tế quét. Và tôi chẳng cần phải khai báo hay là gì thêm trên giấy tờ. Cho nên là tôi giảm thiểu được cái thời gian ở đây rất nhiều và hạn chế được cái tiếp xúc với người khác. Xác định sử dụng công nghệ trong phòng chống dịch là một trong những biện pháp hiệu quả. Ngành Y tế Đà Nẵng cũng đã tích cực yêu cầu các cơ sở tiêm chủng, cơ sở xét nghiệm sử dụng ứng dụng để nhập dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Đã có qua một số lần nâng cấp để hoàn chỉnh cái hệ thống thì nó đáp ứng được cái yêu cầu là quản lý một cái nguồn dữ liệu rất là lớn. Nó giúp cho những cái cán bộ làm công tác tiêm chủng thì sẽ lập được một kế hoạch một buổi tiêm chủ động, gửi được tin nhắn tự động đến cho đối tượng, đồng thời là sẽ phân những cái khung giờ, số lượng theo khung giờ để làm sao đảm bảo được cái số lượng của cái đối tượng đến tiêm tại một cái điểm tiêm nào bất kỳ nào đó đều đạt được theo mong muốn của mình, và nó đảm bảo giãn cách, nó đảm bảo cái vấn đề là phòng lây nhiễm COVID ở tại cái điểm tiêm chủng. Đến nay, ứng dụng PC-COVID vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho công tác phòng chống dịch. Tại Đà Nẵng, với ứng dụng sẵn có Đà Nẵng Smart City, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã chủ động liên hệ, làm việc với Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia để kết nối ứng dụng PC-COVID quốc gia, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, hoàn thiện các phân hệ ứng dụng của thành phố Đà Nẵng nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình sử dụng, cũng như phục vụ một cách hiệu quả nhất công tác phòng chống dịch tại địa phương.